Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok nha các bạn, thì tình hình là mình mới gọi là mua món quà tặng mẹ mình mọi người ạ. Thì mẹ mình cũng vất vả nhiều rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình thực sự thì để mà mình cũng không có tiền đâu, tiền này tiền là anh Toại anh cho mình mọi người ạ. Đấy, thì mình rất cảm ơn anh các bạn. Ok chưa? Thì lại nữa mình sẽ cho mọi người thấy là món quà mình tặng mẹ mình là cái gì nha các bạn. Thực ra thì mình cũng mua cũ thôi chứ không có tiền mua mới đâu. Đấy, thì nhưng mà nó cũng là gọi là đối với nhà mình thì rất là tốt rồi, thật sự luôn. Đối với các bạn là cũ luôn nhưng nhà mình rất rất là tốt rồi. Đấy, ok nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào mình review cho mọi người xem. Là một chiếc là máy giặt nha các bạn. Đấy, thì đây là nó máy giặt cũ các bạn. Đây, đây máy giặt cũ đây, bóc bóng hết đấy rồi. Đấy, máy giặt cũ các bạn. Đấy, nhưng mà đối với nhà mình rất là đẹp rồi. Đây là một bị xước này, nhưng mà đối với nhà mình rất đẹp rồi mọi người ạ. Có gì tí mình vệ sinh qua cái máy này các bạn. Đây là máy cũ đi nha các bạn, nhưng mà đây bị chuột gặm này. Đấy, nhưng mà nó sử dụng tốt, vẫn còn sử dụng tốt các bạn. Máy giặt hãng Toshiba, đây có chế độ giặt này, à đây bột giặt giờ phút này, xả tràn giặt vắt này, giặt nhanh nhỉ, ngâm các kiểu, khởi động tạm dừng. Đấy, nhưng mà rất là uy tín luôn các bạn. Tokyo này, Japan nhỉ, bên này gọi là JAV đấy. Đây các thông số của nó, Toshiba này. Máy cũ thôi nhưng mà nó cũng rất tuyệt vời rồi các bạn. Thì ok nha các bạn. Đấy,
Ok nha các bạn, đấy thì nói chung là nó cũ thôi nhưng mà nó còn dùng tốt các bạn. Đấy thì chúng ta lại quay lại với giỏ lan này không? Này thì ok nha các bạn, thì thực sự máy này máy cũ thôi nhưng mà đối với nhà mình là rất là tốt rồi. Thì đấy cái này thì đấy mình có tiền đâu, mình cũng gọi là không có tiền đấy, nên là không có tiền nên là không dám nói to các bạn à, mình không có tiền thì thôi nói bé thôi đấy. Thì cái này là anh Toại anh gọi là cho mình gọi là ít tiền nên là mình mới có tiền mua ấy các bạn, anh ấy ủng hộ mình ít tiền gọi là đấy thì mình mới có tiền mua, chứ còn mình cũng không có đâu đấy. Mà mình cũng mua cũ thôi chứ mua mới nó cũng đắt lắm, không tiền mua các bạn ạ. Đấy thì nói chung là mẹ mình giặt tay mãi rồi đấy, vất vả mãi rồi, bây giờ mua cho cái máy giặt cho đỡ đỡ gọi là đỡ 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 mệt đi một tí thì không đấy. Ok nha các bạn đấy. Thì các bạn nhìn cái đu đủ của mình này, ấy giờ nó bé tí. Những cái clip trước các bạn nào hay xem của mình là thấy cái này nhá, nó chỉ cao có đến tầm này thôi đấy, mình quay như này là mình đã quay hết cây đấy, bây giờ nó tận thế này mình nó có bao nhiêu quả luôn các bạn ạ, đấy, tán nó rộng bao nhiêu quả luôn đấy, bây giờ chỉ chờ gọi là nó chín là trẻ nó thôi, nhưng mà khả năng nặng quá các bạn này, nặng quá nghiêng này kia, cây cao đứng thẳng, cây này đứng nghiêng kia đấy. Thì ok nha các bạn đấy. Thì mình nói chung mình mua này thì kiểu gì mẹ mình cũng nói các bạn ạ, bởi mẹ mình nhảy tới tiền lắm, không muốn mua cái gì cả đấy, tốn tiền đấy. Nên là nói chung là đây sẽ món quà. Ok thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé, để sau này mình có tiền mình mua nhiều thứ tặng mẹ mình. Ok nhé.